đầu làng Tể Tướng, cuối làng Trạng Nguyên. Câu ca đó nói về quê hương của hai danh nhân, một người là Trạng Nguyên Đỗ Thế Diên, một người là Tể Tướng, nhà sử học xuất sắc thế kỷ 17, Tể Tướng Phạm Công Trứ. Nơi đó là làng Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ. Làng trước đây có tên gọi là Liêu Xuyên. Vào năm 1185, làng Liêu Xuyên xuất hiện ông Trạng Đỗ Thế Diên. Từ cậu bé quét lá đa, con nhà nông dân nghèo khó, nổi tiếng thông minh, học một biết mười, ông giành bảng vàng và là người khai khoa cho nền khoa cử Hưng Yên nói riêng và cả xứ Đông xưa, được nhà vua tặng danh hiệu Đông Hải Văn Khôi. Phạm Công Trứ sinh năm 1599, vào thời Lê Trung Hưng, trong một gia đình nho nghèo. Thuở thiếu thời, Phạm Công Trứ nổi tiếng là cậu bé thông minh, đĩnh ngộ, giỏi thơ văn. Năm 29 tuổi, ông đỗ tiến sĩ và được bổ làm Hàn Lâm Viện Hiệu Thảo. Từ đấy, với tài năng của mình, ông trở thành vị quan giữ vị trí trọng yếu của triều đình nhà Lê suốt 40 năm, được vua phong bốn chữ Trung Hưng Hiền Tướng. Không chỉ là vùng đất địa linh nhân kiệt, vào thời Minh Mạng thứ hai, làng còn được nhà vua phong bốn chữ vàng Mỹ Tục Khả Phong để lưu danh ngôi làng có nhiều nếp sống đẹp. Vì vậy, làng Liêu Xuyên còn được mang tên Thanh Xá với ý nghĩa là làng Thanh Bạch. Để thế hệ mai sau tiếp nối truyền thống tốt đẹp của quê hương, nhân dân Thanh Xá đã có nhiều cách làm hay. Ngày giỗ của cụ là ngày 28 tháng 8. Thế cụ còn đủ Đế Thế Diên thì là coi như vào đầu năm. Thế thì nhân dân đều tổ chức rất là long trọng. Và hàng năm ấy thì là chúng tôi đều nói chuyện với các cháu thiếu nhi về cái công lao to lớn của hai cụ, đầu làng Thái Tể, cuối làng Trạng Nguyên, để các cháu truyền cho các cháu một cái sức mạnh tinh thần. Cho nên là làng Thanh Xá chúng tôi, các cháu đỗ đại học có những năm tới trên 30 cháu. Chúng tôi cũng đã dịch ra các cái bia của cụ Phạm Công Trứ để lưu giữ lại và để cho nhân dân biết được cái công lao to lớn của cụ. Và cũng đấy là một cái niềm vinh dự để cho dân làng, để nói các cháu thế hệ trẻ nói theo. Thông qua những buổi trò chuyện, những lễ hội được lưu giữ, những cuốn sách được nhân dân dịch lại đã giúp cho thế hệ trẻ thêm yêu mến, tự hào về quê hương mình. Hàng năm là các cụ trong làng đã tổ chức các buổi nói chuyện về Trạng Nguyên Đỗ Thế Diên và Tể Tướng Phạm Công Trứ. Con rất tự hào khi được sinh ra và lớn lên ở đây. Làng cổ Liêu Xuyên Thanh Xá hôm nay dường như vẫn vang vọng âm hưởng của lịch sử với bề dày truyền thống văn hóa của ông cha để lại. Người dân vẫn gìn giữ và phát huy những giá trị lịch sử trên mảnh đất quê hương.